chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với những tin tức mới nhất về tình hình COVID-19 hiện nay trên kênh báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội, số ca mắc được ghi nhận những ngày gần đây đều hơn 500 ca. Dù vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn đưa ra công văn quyết định cho học sinh trở lại trường học. Điều này khiến cho không ít phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Còn phía trường học cũng đã có đơn vị làm đơn kiến nghị xin lùi lịch đi học. Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các trường thuộc các xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp 1, cấp 2 sẽ cho học sinh học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12, tức là thứ hai tuần tới. Thông báo này được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát ra vào ngày thứ Năm mùng 2 tháng 12. Nghỉ học dài ngày, đến trường học trực tiếp là mong mỏi của cả phụ huynh và học sinh và cả nhà trường. Xong quyết định cho học sinh đi học trở lại trong bối cảnh các ca mắc trong cộng đồng tại Hà Nội những ngày qua vẫn ở mức cao khiến cho không ít phụ huynh và cả lãnh đạo các trường băn khoăn. Chị Vũ Thu Hiền ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội có con học lớp 10 tại một trường trung học phổ thông ở quận Hà Đông không khỏi lo lắng. Các con nghỉ học ở nhà nhiều tháng liền, bản thân tôi cũng rất mong con được đến trường. Nhưng những ngày gần đây, số so ca mắc trong cộng đồng liên tục tăng và ở mức cao nên tôi rất lo lắng, trong bối cảnh dịch bệnh, việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho các con cần đặt lên hàng đầu, dù cho có bị thiếu hụt kiến thức hay là học chậm hơn, vẫn có thể bổ trợ bằng nhiều cách khác nhau hoặc giảm tải các kỳ thi. Là hội trưởng hội cha mẹ học sinh của lớp, chị Hiền cho biết từ khi thành phố có thông báo, chị nhận được hàng chục tin nhắn, cuộc gọi của các phụ huynh trong lớp, đề nghị đại diện hội cha mẹ học sinh kiến nghị lên ban giám hiệu nhà trường đề nghị lùi lịch đi học trực tiếp vào tuần tới. Chị Hiền cho biết, cả lớp có 46 học sinh thì có đến 45 phụ huynh không đồng tình cho con đi học vào tuần tới. Chúng tôi đang kiến nghị lên lãnh đạo nhà trường xem xét. Chị Nguyễn Mai Hương, Đống Đa Hà Nội cũng cùng chung lo lắng. Phụ huynh nào cũng muốn con được đi học trực tiếp, vừa giải tỏa bức bối cho con khi ở nhà nhiều ngày. Học tập cũng hiệu quả hơn, bố mẹ bất căng thẳng. Nhưng việc đi học trực tiếp phải đảm bảo an toàn, Khác với bậc tiểu học hay trung học cơ sở, học sinh các trường trung học phổ thông đến từ nhiều địa bàn khác nhau, những ngày gần đây có đến hàng trăm KF0 trong cộng đồng. Liệu các con có an toàn khi đến trường? Hiện nay các con cũng đã quen dần với việc học trực tuyến, do đó nên đợi dịch bệnh ổn định hơn, sau đó tổ chức học trực tiếp cũng chưa muộn. Thầy Nguyễn Gia Khánh, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội cho rằng, việc tổ chức dạy học là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là an toàn sức khỏe của học sinh Thầy Khánh cho biết, học sinh đến trường, phụ huynh và nhà trường vừa mừng vừa lo. Số ca mắc COVID-19 tăng cao, nhiều học sinh lớp 10 đến nay chưa đến trường lần nào, nhưng cũng rất lo lắng vì hiện nay học sinh mới chỉ tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. Để đón học sinh trở lại trường, theo thông báo của thành phố Hà Nội, thầy Nguyễn Gia Khánh cho biết, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã tiến hành khử khuẩn, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết như khẩu trang, máy đo thân nhiệt, phòng cách ly y tế, xây dựng kế hoạch học tập mới cùng các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc trong trường. Trong đó, nhà trường đặc biệt chú ý lên phương án xử lý, tập huấn giáo viên khi phát hiện ca F0 nghi mắc ngoài các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19. Chúng tôi đã tập huấn giáo viên hướng dẫn thầy cô cách giữ bình tĩnh và xử lý đúng quy trình nếu phát hiện ca mắc Covid-19, khi đó phải lập tức yêu cầu F0 không di chuyển, không tiếp xúc, có thể phải tạm thời phong tỏa toàn trường, thông báo với ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận y tế để đưa F0 đi cách ly, truy vết khoanh vùng, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan. Thầy Nguyễn Gia Khánh chia sẻ: một số phụ huynh vẫn còn khá băn khoăn về việc cho con trở lại trường. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp các em chưa thể đi học do đang cách ly. Với tinh thần không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường đã lên phương án để dạy trực tuyến cho nhóm học sinh này. Theo đó các lớp sẽ xây dựng các tổ nhóm học tập. Học sinh đi học trực tiếp sẽ cùng hỗ trợ những bạn chưa thể đến trường. Giáo viên kết nối Zalo với học sinh để hướng dẫn giảng bài. Ngoài ra Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cũng lắp đặt thêm camera tại lớp để học sinh có thể theo dõi bài giảng trực tiếp tại nhà, tùy theo số lượng học sinh chưa thể đến trường sẽ có các phương án phù hợp. Trước tình hình này, đã có trường lên tiếng kiến nghị lùi lịch học. Với trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội, cô Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết ngay trong sáng nay mùng 4 tháng 12, lãnh đạo nhà trường đã họp gấp và quyết định làm đơn kiến nghị gửi Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép lùi thời gian học trực tiếp. Ngay khi nhận được thông tin, cả phụ huynh và nhà trường đều rất lo lắng. Từ ngày 30 tháng 4 đến nay, học sinh đều học online, các thầy cô cũng đã chuẩn bị giáo án phù hợp. Trước đó, các em học sinh cũng có một năm với nhiều tháng liền học trực tuyến, đến thời điểm này không thể nói học trực tuyến không có hiệu quả trong mùa dịch. Xét về tâm lý, ai cũng mong học sinh được đến trường sớm, nhưng không thể vội vàng. Tính đến nay, học sinh Hà Nội mới chỉ tiêm xong một mũi vaccine ngừa COVID-19 được ít ngày. Đến ngày 21 tháng 12 mới bắt đầu tiêm mũi 2. Học sinh các trường đi học trong bối cảnh số ca cả mắc COVID-19 tăng cao. Trường hợp xấu nhất là sau khi mở cửa trường học, giả sử có học sinh dương tính, thì liệu các trường lại vội đóng cửa hơn ai hết, bản thân các trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập đều muốn học sinh đi học, nhưng phải đặt an toàn của học sinh lên đầu tiên. Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh cho biết, Thứ hai tuần tới, trường sẽ gửi kiến nghị đến Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố sớm nhất có thể. Về lịch đi học của học sinh, trường Lương Thế Vinh dự kiến sẽ học trực tiếp vào đầu tháng 1, tùy theo tình hình dịch bệnh và tiến độ tiêm vaccine. Nếu như Hà Nội đang e dè mở cửa trường học thì tại thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng nhiều phụ huynh và học sinh cũng tỏ ra lo lắng khi thành phố Hồ Chí Minh quyết định thí điểm học trực tiếp. Tiến sĩ Lê Minh Công, chuyên ngành tâm lý học lâm sàng, Phó trưởng khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc nhiều phụ huynh mang tâm lý nặng nề khi cho con đi học trở lại trường vì họ chưa được cung cấp thông tin để vững tin về sự an toàn của con và để giải quyết vấn đề này, chỉ cần hỗ trợ để họ hiểu hơn về các yếu tố nguy cơ. Theo ông công, nỗi lo lắng hiện hữu của phụ huynh chính là nỗi lo con mình bị lây nhiễm, nên việc giải quyết vấn đề tâm lý đó trước hết là cần các đơn vị tuyên truyền chính thống như là HCDC, Sở Y tế cung cấp thông tin rộng rãi, cung cấp cho họ thông tin như trẻ đi học trở lại thì khả năng lây nhiễm nằm ở mức độ nào, nếu trẻ không may lây nhiễm thì nguy cơ có thể bị tiến triển nặng có cao không. Để chuẩn bị hành trang tâm lý tốt nhất cho việc trở lại trường, tiến sĩ Lê Minh Công cho rằng nhà trường cần phải có kế hoạch chi tiết và cụ thể làm sao để đảm bảo an toàn cho cả giáo viên và học sinh. Mỗi giáo viên cũng chính là một nhân viên y tế tức thời, sâu sát bên cạnh trẻ để chăm lo cho sức khỏe trẻ nhỏ ở môi trường giáo dục. Để trẻ nhỏ có tâm lý thoải mái và học tập hiệu quả thì phụ huynh và giáo viên phải có mối liên hệ gắn kết, giúp trẻ tái hòa nhập môi trường giáo dục và cộng đồng. Chuyên gia tâm lý Phan Thị Hoài Yến, giảng viên bộ môn giáo dục sức khỏe tâm lý y học, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Bất kỳ ai cũng sợ bệnh, dù là giáo viên, phụ huynh hay học sinh, nhưng không thể vì thế mà cứ ở trong nhà. Bà Yến chia sẻ, chúng ta thấy rõ việc giáo dục cho trẻ rất cần thiết, những tương tác xã hội trực tiếp, nếu cứ ở nhà suốt, trẻ sẽ gặp phải những vấn đề tâm lý khác chứ không chỉ riêng việc sợ COVID-19. Theo bà Yến, giáo viên phải là những người giữ bình tĩnh trong mọi tình huống xảy ra, dù cho việc xấu nhất là xuất hiện ca nhiễm khi quay trở lại lớp. Bên cạnh đó, phải loại bỏ tâm lý người kỳ thị nhiễm COVID-19. Những lo lắng của trẻ thường là do người lớn truyền tới. Từ cách thức nhắc nhở trẻ giữ an toàn, Thay vì dặn dò trẻ để trẻ hiểu và tránh, nhiều phụ huynh lại hù dọa dùng cách truyền tải về dịch bệnh không đúng khiến cho trẻ sợ hãi. Thưa quý vị, với những tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay, việc cho học sinh đi học trở lại khiến cho nhà trường và các bậc phụ huynh vừa mừng vừa lo. Bởi vì có quá nhiều vấn đề bất cập, nên vẫn hy vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét lại việc cho học sinh quay trở lại trường học để vừa đảm bảo sức khỏe cho con em chúng ta và cũng tránh lây nhiễm dịch bệnh ở trong cộng đồng. Quý vị xin hãy tuân thủ quy tắc 5K và luôn theo dõi tin tức mới nhất từ Bộ Y tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.